Không bắt được nó à? Chưa thử bắt mà. Nên nào nó cũng ở đang ở nhà ấy. Chị thử đu đuổi nó ra nữa. Chị thử lấy cái cây đuổi ra. Chủ cũng không bắt được à? Chưa bắt bao giờ mà. Chưa bắt bao giờ á? Thế là bắt chuột giỏi đấy. Đúng rồi, gọi ra. Câu nhiều đấy. Có bán không? Đấy, anh thấy con này được không? Chủ nhà bảo là bắt chuột cũng rất là giỏi. Buổi tối sủa trong nhà tốt không chị ơi? Tốt mà. Con đực hay là con cái nhỉ? Con kia. Ờ. Con đực thôi. Con đực thôi à? Để em thử đi bắt này. Khó bắt lắm nhờ.